xa xưa tới nay bầy ai bằng. Mục Kiến Liên tấm gương ân tình sâu nặng, vượt mọi gian nan gánh trên đôi vai chữ hiếu, mong ước có ngày trả ơn trăm năm nghĩa xưa cho mẹ. Phật từ bi thấy trong ngục tôi, nơi người mẹ kia năm xưa gieo bao nghiệp nặng trăm phần. Mục Kiến Liên quyết đi tìm mẹ, quá nhiều ngục đau thương bạt ngàn đòn dưới cực hình, chẳng thấy đâu dáng mẹ, đành dừng chân nơi cao cường. Ngài bất khóc nghe tim quặn đau thương mẹ. Về dương gian vẫn nghe sâu trong lòng, nhiều khổ đau tâm thân bao người ấm ngùng. Thịt băm xương tan tiếng kêu rên là đau đớn, tâm tối chúng sinh thảm thương, than ôi xót thương vô cùng. Phật từ bi chút y nhường ban rằng Mục Liên mang theo ra đi ngày tìm thấy mẹ. Mục Kiến Liên tới A Tỳ Ngôn, thấy mẹ ở nơi đây từng ngày triền miên cực hình. Nhìn bát cơm hóa thành ngọn lửa đau thương thân hình, ngài bất khóc xin cho mình đau thay mẹ. Về dương gian vẫn nghe bao kinh hoàng, vạn khổ đau mẫu thân cơ cực trăm đường. Lạy Phật uy nghi cúi xin ra ân cứu thế, mang ánh sáng đạo vàng thiêng bạn nơi chúng sinh mê lầm. Phật từ bi xót thương truyền pháp, sau mùa mười phương chư tăng an cư là ngày cứu mẹ. Ngày Vu Lan nén hương đèn dầu, thức ăn tròn trăm món, quả ngọt vừa lắm tuyệt màu. Thành kính dâng chai đàn, cả mười phương chư tăng xa gần, người mẹ ấy sau thoát ngục sâu lên trời. Hồi Vu Lan pháp âm nhiệm màu, nhớ bài học năm xưa lời Phật còn ghi tận lòng. Thành kính dâng chai đàn, cả mười phương chư tăng xa gần, nguyện đem hết bao duyên lành dâng cha mẹ.
trao.